Chào các bạn, rất là nhiều khách hàng hay hỏi mình là mua cái tông đơ, cái kéo rẻ để về cắt tóc cho em bé đó, không cần mua đồ xịn. Mình thật sự mình nhắc các bạn là khi mà các bạn cắt tóc cho em bé hay là tóc càng mỏng thì các bạn phải mua đồ càng xịn để nó bén. Đây là hai cái tông đơ mình sẽ thử cho các bạn xem ha, trên tóc người lớn. Ok các bạn thấy không, nó đứt rất là ngọt ha. Ok các bạn thấy đứt là ngọt nha. Nhưng mà như vậy, đây là mình ví dụ lông mỏng là tóc em bé ha, tóc em bé. Khi mà nó hơi giật cái là mình biết là nó đau liền. Giờ mình thử nha. Các bạn thấy không ạ? Đó, đó nó dướng á, à, nó dướng nó kêu á các bạn. Nè, các bạn thấy nó tưng tưng không? À, nè, nè, nó tưng 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 nè. Nè, mình làm lại chậm cho các bạn coi nha. Các bạn nghe không ạ? À? Gần lại nè. Đó, các bạn thấy. Ha, rồi. Các bạn thấy không ạ? À? Hả, nó khác liền. Vậy là cái này á, như cái này mà cắt tóc trên em bé đó là chắc chắn là em bé sẽ khóc. Mình do mình có hai bé ở nhà thì mình đã test thử rất là nhiều lần rồi. Đó, mình lấy cái tông này là nó khóc. Đó, mà lấy cái tông này là nó không khóc, nó ngồi nó coi phim điện thoại rồi thoải mái. Nhưng mà cứ tông này vô nó hơi giật tóc mà các bạn biết mà nó giật tóc là nó khóc liền. Đó. Vậy khi mà mình mua đồ mình phải mua cái đồ bén nhất, mà bén thì nó không có rẻ. Rồi, chào.